Rồi mọi người làm ơn chia sẻ giùm ở đây là mấy ca là ca cuối cùng của ngày chủ nhật, bà con cũng chia sẻ giúp giùm lại hiệp sĩ Nguyên Hải còn đi bắt cho bắt cướp nữa, nên tôi kêu xin bà con phải đợi con bà con phải đợi chia sẻ giùm. Bây giờ cô ấy, cho ra bà cô học cái gì? Dạ, cô Trần Thị Thu, cô ở đâu đến? Cô ở Bến Tre đến đây không? Rồi cô cầm hình đây là ai đây? Cháu ngoại. Cháu ngoại là học thành gì? Ngồi trung tâm. Bỏ nhà đi lâu chưa? Bỏ nhà đi ngày 19 tháng 1. 19 tháng 1 đến nay chưa về hả? Rồi bé đi có đem theo xe cộ vô? Ông nó đang đi học ở trường cao đẳng. Cô nó nhỏ quá, họ không nghe hết à? Cô nó lớn, cô nói cô bé nghe nha. Quang Trung á, trường cao đẳng. Quang Trung là ở Thành phố Hồ Chí Minh, quận 12. Công nghệ thông tin ở trường cao đẳng. Cậu biết rồi, quốc lộ 1A. Rồi bây giờ là từ ngày đó là không có điện thoại liên lạc về nhà hả? Lúc mà nó đi thì khoảng 3 ngày không có về nhà, thì gia đình cũng sợ là mất tích thì cũng có báo công an để sợ bé mất tích á. Thì sao cũng có nhắn tin thì mà cháu mới điện về thì nói là đi làm ở Hà Nội. Thì sao á là từng sao về điện về nó ở đâu thì nó sợ không dám nói, nó ở ngoài Thái Lan giáp với Campuchia rồi, cái ô sơ mát này đi sẽ nhẹ lưng cao rồi bị bán qua Campuchia rồi chứ gì hết á. Dạ. Mà nếu nó có chuyển tiền qua không? Không, nhưng mà bé làm nay cũng 2 tháng mấy rồi, nhưng mà từng nào cũng điện về, nhưng mà từng rồi không có điện. Rồi. Nhưng mà từng nào điện về cũng nói thôi về gia đình con thì cháu nói là giờ đang bệnh thôi. Bệnh là mà ra máu mà. Rồi cái này bảo đảm là tự nhiên này, con mình, con cháu mình ham gì vậy lưng cao. Bây giờ bị bán qua Campuchia rồi, ở Uông Sa Mát là giáp Thái Lan. Giáp xét Thái Lan, bây giờ bé này giờ là khó về rồi. Nói chung qua bên bển là ở nhà phải chuẩn bị tiền đi chỗ nó về. Chứ bây giờ là không bao giờ còn về được. Không là làm cũng được, nó chích điện. Làm cũng được, chích điện này. Cũng có đứa cháu ngoại nhà anh cũng có mình nó, thành ra về gia đình cũng muốn xin về, mà thì không biết điện về thì cháu nói thôi cháu ở, mà không biết là cháu bị người ta khống chế là sao không biết, nhưng mà nói là không về thì công ty cũng thương thôi để con làm hết tháng không về, thì cháu nói là ở ngoài nhà có tiền không nếu không cái tôi là nó bị bên bển rồi, nên là bên bển là nó bị bán qua cho công ty của Trung Quốc. Công ty Trung Quốc là nói chung là bắt người Việt Nam mình, lừa đảo người Việt Nam mình. Đã lừa đảo người Việt Nam mình, nói chung lừa đảo là sao? Lừa đảo bây giờ là ngồi trên máy tính để lừa đảo là chơi chứng khoán nè, mượn tiền trên mạng nè. Bà con quét ở đây mà đừng nên lên mạng mượn tiền, nó bắt mà đóng tiền này kia. Không có mạng nào mà mượn tiền trên mạng đó. Nên mọi người vẫn chia sẻ nha. Đây là đứa em trai này bây giờ nói chung là bị bên bộ Trung Quốc khống chế. Nó kêu là phải ngồi trên máy tính để lừa đảo người Việt Nam mình chơi chứng khoán, mở tài trên mạng bán hàng online nè, ngồi làm nhiệm vụ nè, chung trên mạng là bắt buộc là lúc đầu mình là tham tiền người Việt Nam mình cứ hở ra là lên mạng cái nó kêu bán hàng online cho nó, lúc đầu nó chuyển phải cho mình ngon là chuyển 500 triệu mình mê tham cái mình kêu nhiều lên đóng mấy trăm triệu là phải mình bị dính đó, đó nó dụ mình, lúc đầu dụ mình nên mọi người cái gì trên mạng là lừa đảo, mọi người không có nghe lại trên mạng nha. Mọi người vẫn chia sẻ giùm. Đó, bây giờ bà khóc rồi. Đó. Đó, bà con rất là vẫn chia sẻ giùm mọi người. Thì cháu nói là có người cũng làm chung á, em bé cũng làm chung mà bị bệnh về không được. Thì chuộc đến 5-6 triệu, đó là bồi thường của công ty á. Thì cháu hỏi là bây giờ ngoại có tiền không hay không? Giờ đã con muốn về thì ngoại cũng dạy lo mượn, vay mượn gì cho con về. Thì cháu nói là thôi tiền nhiều quá không, cũng như là làm khổ với gia đình cháu không chịu về, nhưng mà giờ gia đình nhất quyết là phải cho cháu về bằng cách nào cũng cho cháu về, mà nếu công ty mà xem được cái clip này hỗ trợ cũng như là bớt cho cháu chút xỉu thì gia đình lo về, ở nơi quê mà tiền quá nhiều thì cũng có tiền. Cho nên là cũng cái cháu thôi, ở đây không có báo công an, không báo gì hết, nhưng mà yêu cầu là cháu cho nó đỡ về an toàn. Lấy bạn ra. Cháu về an toàn, gia đình mừng rồi chứ không có báo gì cho mang gì hết. Cháu nó điện về nó nói ngoại ngoài đừng
sinh mạng của cháu sẽ gặp nguy hiểm, cho nên là cứ lá mấy lâu nay là cũng 2 tháng mấy rồi, không biết làm sao. Giờ lên tới đây nhờ các anh em ở đây, nhạc sĩ cứu giúp giùm cháu tôi để nó có về sinh hợp gia đình, vì có nó là một cứu cháu duy nhất thôi. Mẹ không quần xanh ở đi được hết, cho nên là không có báo công an, sợ là mất tích cháu. Vâng. Bây giờ cái chuyện này là bây giờ nói chung ở nhà cho Quy Trì đi thôi. Không biết là cái khu của Trung Quốc đó, nó hơi 100 năm ở bên Tông Chia. Dạ. Yeah. Giờ cũng chạy hỏi nhưng mà nhờ cái công ty cũng xem được cái lúc này để hỗ trợ bớt cho cháu. Phần nào để gia đình cũng chạy lo cho cháu về, bởi vì sức khỏe cháu hiện nay là nó bị ho ra máu không ngoại. Nên là gia đình cũng rất là lo. Cái nó nói là công ty ở ngoài anh em thương nó thì gia đình cũng an tâm, nhưng mà vì cháu bệnh quá thành gia đình cũng là bức xúc, mấy lúc cháu về chứ không có phải báo công an gì hết. Trang biết thì đừng có hành hạ cháu. Nói chung hiện nay là có 25 hài cốt đang ở trong đồng bên, là người Việt Nam mình bây giờ chưa tìm được thân nhân, nên bây giờ bà con cô bác nhất là bà lập bật lập gia đình dặn con cái mình không có xin gì làm trên mạng, thấy trên mạng Facebook để chuyện gì lương cao, tháng mấy nghìn đô, tháng mấy chục triệu, nghe mời xong bị lộ một người bán người, đó thì nói mọi người biết ngay là cũng cứu công chia, cũng biết rất là đau, nên mọi người hãy chia sẻ mạnh lên, đừng có cho xem clip này để con em mình đừng nên lên mạng Facebook xin gì làm trên mạng, mọi người vâng chia sẻ giùm mọi người. Cái gì cháu nhỏ nhưng mà nó đi học nay năm mấy thì gia đình cũng chạy tiền cũng lo đi học hàng ngày hàng đêm cũng điện lên nói cháu ơi con đừng nghe lời anh con em ngồi đây không con thành đài đồng lại mình rồi ngồi nữa đi ngồi nữa quay lần nữa đi cho nhanh về ngoài nhà cùng con đúng không đứt cơm đi thiện em mà quay lần nữa đi nhanh về kiếm tiền gì cũng cho ngoại ngoại lo đứt cơm đi thiện như vậy thôi thôi con đừng bằng gì hết nó rồi học đi. Cho nên nó là nó nghe lời ta, nó làm như vậy thì nó đi, nó không cho gia đình hay biết gì hết. Tôi thì nhà, nhà cũng mong cái cơn đường thiện giúp cho bà con. Nhưng mà chỉ mong gia đình còn đủ hạnh phúc thôi, chứ không nghĩ cái gì hết. Rồi cô nói điều gì đó để cho cháu cô xem được đi. Bây giờ con cháu ở Hồ Trung Thạnh đó con, nếu mà mình xem được cái clip này, con xin công ty để giảm nhẹ thì số tiền đền bù công ty con cứ về xin hợp gia đình con ơi. Rồi tiền phạt hiện nay là bao nhiêu cô? Tiền phạt tiền chuộc nhiêu tiền? Tiền phạt thì nghe nói là công ty nó bỏ tới 80 triệu. Bao nhiêu? 80 triệu. Mình có tiền chưa? Bây giờ nếu mà nay lên đây, nếu mà gặp mấy anh ở đây, nếu mà ấy thì về cũng dạy lo mượn một gia gì cũng lo, nhưng mà giảm nhẹ bớt thì đỡ. Thì đứa cùng ở xứ bệnh, hai đứa cũng mới về là chuộc 153 triệu. Ông quê Bến Tre thì cũng đến gia đình thì cũng thăm hỏi. Nếu mà công ty cháu có họ tên đầy đủ là gì? Họ tên là Hồ Trung Thạnh. Hồ Trung Thành hả? Hồ Trung Thạnh. Thành hả? Dạ. Sinh năm mấy cô? Sinh 2007. Ôi giờ năm nay 17 tuổi. Mà đi lâu chưa? Đi ngày 19 tháng 1. 19 tháng 1? Dạ. Mấy tháng rồi? 19 này là 3 tháng. Cháu cô là có bị đánh không? Nó điện về thì nói là làm ở ngoài mấy chú mấy cô rồi cũng thương chứ không có đánh đập, thì nó nói vậy mình cũng mừng. Nhưng mà nó bệnh nó ho ra máu ở ngoài, hôm nào hôm nay uống thuốc nhưng mà điều trị rước bác sĩ ngoài chứ ho kéo dài khí hậu ngoài nó không phù hợp. Nên nó ngoại nó bệnh hoài, rồi sức khỏe nó làm biết nó cũng được về sớm thôi. Rồi từ từ anh em giúp nha. Dạ. Rồi cô bình tĩnh ha. Gia đình thì cũng băn khoăn, ăn ngủ không yên, đêm nào cũng lo lường. Đây cũng vậy, mất dạy luôn. Khổ quá. Người tìm con, người tìm cháu. Đó. Người thì tìm tài sản, người tìm vợ. Ôi khổ quá. Người khổ dữ lắm mấy em. Ai cũng khóc. Khổ lắm, đêm nào cũng nhớ thương khóc. Nuôi đứa con cũng phải dễ. Giờ ai cũng có đứa như hai đâu có nhiều. Giờ nuôi tốn kém cho nên không ai sinh nhiều hết, ai cũng vậy. Hai đứa về có đứa, hai đứa mà về sinh mạng cũng có về được chứ không. Khổ quá. Đi rồi đi thì được, nhưng về thì khó lắm. Đi được nhưng khó về. Rồi cô bình tĩnh nhé, rồi anh em tìm cách giúp nhé. Rồi cô đi, Thành nhau rồi.
xuống dưới để anh em tiếp tục quay dưới kia. Rồi. Rồi bây giờ em bé này em ngồi đây được không? Em ngồi đây. Dù ở đó luôn. Bình của em đâu? Bình em đâu? Bình của em đâu? Ờ em ngồi đây. Tao cho hỏi đi hỏi cô luôn đi. Em hỏi cô luôn cho nó dễ. Ở khu xuống dưới không? Hiện nay là hôm nay một ngày chủ nhật nhưng mà cũng tương đối rất nhiều người về đây để nhờ các anh em miền Trung Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân, đặc biệt là tìm con và tìm vợ và tìm chồng và tìm thân nhân. Mỗi một gia đình là một điều kiện và một hoàn cảnh, có nhiều gia đình về đó là vô cùng hoàn cảnh, có nhiều gia đình về đây báo với các anh em đây là không có tiền xe về đó, đi xe về đây không nhờ thì nhờ không nhưng mà còn không có tiền xe đó, nhiều gia đình về đó là rất khó khăn. Chính vì lý do như vậy các anh em muốn đăng tải đưa những video lên thì hy vọng là đây cũng là một cái bài học, một lời cảnh giác, cảnh tỉnh cho tất cả các cô chú anh chị, ai có con em hoặc là vợ chồng mình hãy sống nhau hạnh phúc và tránh tình trạng bỏ nhà đi hoặc là vì lý do nào đó mình bị lừa, ví dụ đúng không ạ, để bỏ đi như thế này là để tìm kiếm thì nó rất khó khăn, mất rất nhiều công sức và thậm chí tốn rất nhiều tiền của mới về được đó. Lẽ là hôm nay là ngày chủ nhật thì nhiều gia đình phải nói là để chở con chở cháu và thậm chí chở người thân đi uống cà phê đi chơi đi giao lưu đúng không ạ, nhưng mà đến giờ cũng lại phải bỏ công bỏ việc đó và về đây là ai cũng khóc sưng mặt ấy. Rồi xin phép xin chào cô. Mời cô có thể cô giới thiệu cô tên gì? Cô Loan hả? Cô Loan nhiêu tuổi rồi? Khoảng 3, năm nay 51 năm nay, 51 năm. Cô Nguyên Quán ở đâu? Hồng Giang. Rồi cô hôm nay từ Hồng Giang về đây nhờ anh em mình xin Dương Duy đăng tin tìm ai? Con gái của họ tên đầy đủ là gì? Võ Huỳnh Diễm My. Con gái cô hai mấy? 6 à, 28 tuổi mà. Con gái cô là lấy chồng chưa? Mới lấy chồng có con chưa? Có con chưa? Rồi con gái cô bỏ nhà đi mất tích lâu chưa? Cô biết lý do tại sao con gái bỏ nhà đi không? Từ hôm con cô đi đến giờ phút này con cô có báo tin là con cô đang ở đâu mà không quay trở về hay quay trở về không? Nó không có nói chuyện chính xác, nó nói là con đi bồi bàn rồi, nó định tìm con nữa để cho con đi tự lập thời gian. Rồi bây giờ thì muốn con đó coi được clip này thì con đi về đó. Vì vậy chồng con đi, rồi con muốn đi đâu con đi. Cô được mấy người con rồi? Có một đứa. Một người con duy nhất hả? Con gái cô trước đây, trước cái thời điểm chưa lấy chồng là có hay tâm sự gì với cô không? Không, không. Đến giờ phút này là lấy xong là tự nhiên bỏ đi luôn, chưa có con hả? Hôm nay cô về đây nhờ anh em về sĩ Bình Dương ghi hình, cô có hy vọng là các anh em này chia sẻ cái thông tin này là sẽ sớm được tiếp cận được thông tin con gái cô không? Có. Cho nó về đi rồi nếu mà mở thì thôi đi, rồi thì hai đứa thằng cho bên kia đi, chồng nó đi lấy chợ gì đó là lo làm ăn. Buồn ha, mới cưới chưa được bao nhiêu đúng không, hạnh phúc chưa được bao nhiêu. Thì chiều theo ý nó đó, nó không thương thôi. Rồi cứ việc rồi đi đâu đi, chứ mẹ cũng mắc nữa, mắc con về nó làm gì vậy? Đến giờ phút này là con gái chỉ báo tin là về Bồi Bàng Bình Dương hả? Bồi Bàng hả? Bồi Bàng nhưng mà không có phải đâu, nó chỉ như đánh tập ước tình thôi. Hôm nay cô đi về đây cùng với những ai? Đi với chị xuôi bên trai với dễ. Đây là cô bên này bên xuôi nha. Hai bà thông gia hả? Dạ. Hai bà thông gia là có gần nhà nhau không? Gần, với quê thì gần, mà lên đây thì chỉ ở thành phố, quận 7 rồi, ngay ở bên Bình Dương.
Vậy là trước đây là trước cái thời điểm mà hai con chưa cưới nhau là hai bà xui ra có hay nói chuyện không? Tại vì đi mà ăn xa đâu rồi, mấy năm nay rồi. Thế này à? Mỗi người có một cái cuộc sống riêng, lần lần thì gặp nhau mà. Rồi cảm ơn cô nhé. Rồi chào cô Xui Gia. Cô cho con biết là hôm nay cô về đây cùng với bà Xui Gia là đặc biệt là mẹ của em gái và cùng với con trai đúng không? Dạ. Cô thấy thông tin này hiện nay là bà Xui Gia chia sẻ là con dâu của cô ấy là bỏ nhà đi ấy. Cô biết thông tin thì tại sao bỏ nhà đi không? Cô không biết nữa. Không biết luôn hả? Cô có mình có khó chịu với con dâu không? Không. Không à? Không khó chịu sao con dâu bỏ đi hay con dâu buồn thì mẹ chồng? Biết sao luôn hả? Đâu có là mấy chồng đâu buồn. Cô có mong muốn là con dâu quay trở về tiếp tục sống với con trai cô không? Nếu nó quay trở về, nó biết nhận lỗi thì cho dẫn cho nó sống tiếp tục. Nhưng với điều kiện là phải biết nhận lỗi đúng không? Đúng rồi. Tự dưng bỏ đi là sai rồi. Đúng rồi. Vì bất kể lý do tình huống thì chăng nữa thì bỏ đi là sai. Đúng rồi. Đúng không? Có giận nhau thì chăng nữa cũng không được bỏ đi. Thà rằng nói thẳng là bây giờ tôi không sống với anh nữa, tôi đi thì nó khác. Bây giờ đừng bỏ đi nên là cũng khó, hai bà không Xui Gia gần nhà nhau chơi với nhau giờ cũng khó nói chuyện nha. Nhưng mà thôi bây giờ mọi chuyện nó đã xảy ra rồi, sau này chưa biết là hai bên có sống được với nhau hay không, nhưng chẳng nữa hai bà Xui Gia vẫn là tình trong gia không tốt đẹp nhé. Rồi cảm ơn cô nhé. Rồi xin chào em gái. Em cho anh biết em cầm tấm hình hẳn hoa lên, thẳng lên, cầm thoải mái lên nào. Em cho biết em tên gì? Em tên Hồ Mỹ Quỳnh Như. Hồ thì? Hồ Thị Quỳnh Như. Hồ Thị Quỳnh Như à? Em nhiêu tuổi rồi? Em 29 tuổi. 29 tuổi hả? À? Em quán ở đâu? Em quán ở Bến Tre. Bến Tre hả? Xa vậy. Rồi hôm nay em đi về đây cùng với những ai? Đi với mẹ em. Mẹ em à? Ồ, về đây tìm ai đây? Dạ, tìm em của em. Em của em? Em của em là em gái hả? Dạ. Em gái họ tên đầy đủ là gì? Hồ Thị Nguyễn Hồ Ngọc Tuyền. Nguyễn Hồ Ngọc Tuyền à? Hồ Ngọc Tuyền. Hồ Ngọc Tuyền à? Em gái của em hôm nay nhiêu tuổi rồi? Em gái em 21 tuổi rồi. 21 tuổi hả? Dạ. Em gái của em có chồng chưa? Dạ, em gái chưa có chồng. Ồ. Em gái của em trước thời điểm bỏ nhà đi hoặc mất tích là em gái của em là sinh sống ở đâu? Dạ, lên Bình Dương làm chung với em. Bình Dương cụ thể ở đâu? Ấp 2 Tân Định, Bến Tre, Bình Dương. Em có chồng chưa? Dạ, em có rồi. Ồ. Và là sống chung với em luôn hả? Dạ, ở riêng. Riêng, phòng riêng hả? Dạ. Ở một mình ở với ai? Dạ, ở một mình. Oh. Em gái của em lên đây ở với em và là làm gần chỗ đúng không? Sống gần nhau đúng không? Dạ em ở Tân Định đó, còn em ở Chính Mỹ. Ồ, oh, vậy cách xa mà. Vậy là hai chị em có thường xuyên tâm sự với nhau không? Dạ có. Em của em lên Bình Dương là cụ thể là bao nhiêu năm rồi? Dạ lên lúc năm mấy 2 năm rồi. Oh, vậy là cũng tương đối lâu rồi ha. Dạ. Em của em có chia sẻ gì vui buồn trong cuộc sống không? Dạ nó khi nó nói lắm. Em biết là em của em có người yêu hay bồ gì chưa? Dạ có, tội phạm nó có quen cái bé kia tên khu công nghiệp Tân Bình á. Xong rồi cái mẹ em không chấp nhận, mẹ bắt về. Xong rồi bắt về đựng bữa hai bữa cái nó trốn đi luôn tới nay. Sao lại không đồng ý, sao gia đình không chấp nhận? Tại vì đó, không quen không biết gì hết. Với lại đồng tính nữa thì em không chấp nhận cái vụ đó được. Em gái của em là giới tính hoàn toàn là trước đây em được biết là có bình thường không? Dạ bình thường nữa. Ồ. Giờ là không thích con trai đúng không? Dạ. Còn em của em thích con gái. Dạ. Vậy nên gia đình là không muốn như vậy. Dạ, không chấp nhận được. Nhưng không mà giờ nhận. Bỏ đi rồi, gia đình em cũng phải chấp nhận mong muốn cho nó liên lạc với gia đình về với ba mẹ được. Nếu chấp nhận sớm thì bây giờ không bỏ đi đúng không? Nhưng mà không ai mong muốn điều đó xảy ra đúng không? Em, dạ. Em của em là sinh ra là giới tính bình thường đúng không? Dạ. Em của em có hay về quê không? Dạ, lễ Tết rồi lúc thì công ty cho nghỉ, tháng năm rồi cũng về. Đến giờ phút này là em của em bỏ nhà đi bao nhiêu ngày rồi? Dạ, đi hồi tháng 8, ngày 8 tháng 6, 2023, tới nay. Từ tháng 8 luôn hả? Dạ. Ồ, đến bây giờ là cũng rất lâu rồi. Dạ, từ khi em của em bỏ nhà đi đến giờ phút này, em của em có chia sẻ là em của em đang ở đâu không? Dạ không, không điện lại, không liên lạc được. Vậy là bỏ công ty luôn? Dạ. Em của em trước khi đi này là mang theo những cái gì? Dạ không mang gì hết. Tiền vàng bạc có không? Dạ không, có xe. Một chiếc nhẫn thôi. Ồ. Anh thấy cái áo này trên cổ đeo cùng dây chuyền này, cái áo này lâu dạ, chưa? Dạ cái này lâu rồi. Điện thoại có mang không? Dạ, lúc mà trước đó, đi lúc trước làm thì có điện thoại. Nhưng mà sau này mẹ em lên trên nhà của bé
bé đó bắt về á là ổng không đem điện thoại theo, không đem gì hết, không mang gì hết. Dạ. Vậy là bắt nó về là trong túi nó không có tiền. Vậy là em của em đi bộ hả? Hay đi xe? Dạ, nó dụ con bé ở gần nhà đi mua tà sữa, xong rồi nó dụ bé nó đi vô quán nào nó bỏ nó đi bộ luôn, nó đi luôn tới nay. Là em của em dụ người khác đúng không? Dụ người khác phải lấy cớ đi luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Đến giờ phút này là từ tháng 8 năm ngoái hả? Dạ. Ồ, đến giờ là giờ tháng 4 rồi. Thời gian cũng tương đối dài. Hoàn toàn đến giờ phút này gia đình em không biết thông tin chính thức em và em đang ở đâu. Dạ. Gia đình mình sợ nhất điều gì hiện nay? Sợ nó bị người ta lừa gạt chứ lại bị đi qua bán qua bên nước ngoài. Sợ bán nước ngoài hả? Lừa gạt thì cái chuyện là lừa gạt là nó là bình thường xảy ra rồi. Mà sợ nhất là bán sang nước ngoài. Bán sang Campuchia cũng có cửa cơ hội về, nhưng bán Trung Quốc thì cơ hội về khó hơn. Vì đất nước Trung Quốc nó rất rộng lớn mênh mông, hàng 30 triệu dân, nên là vì vậy về được rất khó. Còn nhiều khi người ta đưa ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là tiền không có, mà điện thoại ngôn ngữ thì bắt đầu, mà điện thoại trước khi đưa sang đó là người ta xóa toàn bộ dữ liệu của Việt Nam mình rồi, chỉ có cập nhật cái điện thoại của Trung Quốc rồi. Vì vậy là để mà thông tin cập nhật để nói chuyện qua mạng không được, mà gọi bằng số thì không có tiền mua sim, không có chứng minh căn cước, không đăng ký được. Ai có điện thoại ấy, mà mình có chuông mà nhạc chờ, đặc biệt là hát ấy, là muốn tắt đi dùng. Bởi vì tránh tình trạng bản quyền ấy, là những cái kênh nhà hư hết, không có làm được cho người khác. Rồi em nói tiếp đi, hiện nay là em có mong muốn là em của em sẽ quay trở về hoặc sớm biết được thông tin chính thức không? Em hãy nói một điều gì đó. Cô gọi sao cô? Dắt ba cô gọi sao nghe? Em hãy nói một điều gì tình cảm nhất, hy vọng là gia đình mình hãy tha thứ bỏ qua cho em gái. Em ơi, em về với mẹ với chị đi em, mẹ sẽ bỏ qua tất cả cho em. Em về với mẹ đi, mẹ thương em nhiều lắm, em nhớ em nhiều. Rồi cảm ơn em rất nhiều nha, rồi chúc em luôn thành công nha. Rồi xin chào chị gái ở giữa. Mình có thể bỏ khẩu trang được không? Chị cho hỏi chị tên gì? Cao Hồng Thắm. Dạ? Chị Thắm đang ở đâu? Đang ở quận 7. 7 thành phố hả? Chị nguyên quán gốc ở đâu? Cà Mau. Cà Mau hả? Mình đang sinh sống tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Hôm nay chị về đây nhờ anh em mình xin chương trình đăng tin tìm ai vậy? Tìm cháu. Cháu hả? Ba mẹ ở đâu? Ba với mẹ nó thôi rồi, bây giờ nó mới lên đây ở với em chưa được một tháng rồi. Khi đi lên đây ở là ba mẹ biết không? Biết. Gia đình có đồng ý không? Đồng ý. Cháu của em họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Văn Mến. Nguyễn Văn Mến hả? Sinh năm mấy? 1999. Ồ, năm 25 tuổi đấy hả? Em của em là ở quê là đang làm công việc gì? Ở dưới quê mà làm nó cũng đi làm công ty á, rồi thấy nó dưới nó cũng giữa với bạn nó ở chung nhà, rồi từ kia đi về với mẹ nó cũng bạn mà bạn trai chứ không bạn gái, rồi thấy nó buồn, rồi em kêu lên đây làm với em, ở chung với em. Rồi nó lên đây làm. Trái cây không kia rồi. Thì em mới hỏi chứ rồi mày có quen không mà đi. Nó mới làm bên quận 12 á, rồi nó không có xe đi, rồi. Người nhà người ta cho xe qua rước. Thì em hỏi chứ rồi mày có quen không mà đi, nó nói là cái thằng đó là làm được thang máy là quen chứ nó ở chỗ không tên làm. Vậy là cháu của em là theo thông tin gia đình mình biết đấy, là cháu của em đi theo xe trái cây. Dạ, thì bán trái cây người ta ba chữ một tháng. Nó nói là đi bốc vác theo xe trái cây đó, là một tuần về nhà nghỉ một lần. Rồi cho anh hỏi này. Cháu em đi đến giờ phút này bao nhiêu ngày rồi? Nó đi hồi ngày 8 tháng 4, đi nay là thứ hai nữa là tuần rồi. Rồi cháu em chính xác là bây giờ anh chưa cần biết bây giờ thông tin cuối cùng nó là gì, nhưng mà đến giờ phút này là anh nhận định là cháu em là 99,9% là sang Campuchia rồi. Dạ, tại vì lúc đi là chính xác còn nhắn tin cho nó là lúc 11 giờ 5 phút còn trả lời tin nhắn cho em. Xong cái tới 12 giờ em nhắn lại hỏi con tới chỗ làm chưa là không thấy nó trả lời tin nhắn luôn. Nhưng mà lúc 11 giờ 5 là nó gửi địa chỉ cho em rồi. Đang đi đến đâu rồi? Định vị lúc ở đâu? Em cũng biết chưa coi. Thôi được rồi. Bây giờ rất nhiều thanh niên, rất nhiều trai trẻ, đặc biệt rất nhiều người lớn tuổi trưởng thành, đặc biệt là thậm chí có vợ, có chồng, có con vẫn nghe việc nhẹ lưng cao, mà nhiều người mà nghe lái xe hoặc là nghe bốc phát, đặc biệt là ở trên thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có rất nhiều trung tâm nó lừa dụ dỗ
những người dân Việt Nam mình là buôn bán trái cây hoặc phụ bốc trái cây. Có một bà chủ hoa phải nói là rất nổi tiếng ở tại thành phố Hồ Chí Minh này, hiện nay người ta lừa đảo bằng nhiều hình thức khác nhau để dụ dỗ buôn bán trái cây, và từ đó là nên bán trái cây và đến giờ phút này đi không có cơ hội để quay trở về. Đó, vô đó người ta nhốt luôn. Đó, một cái một người ta trung chuyển. Vô đây là có trái cây thật nhưng mà chỉ có 5-3 kg thôi. Và ngồi bốc trái cây ăn vậy đó, chẳng có xưởng công ty gì hết. Sau đó người ta dụ hôm nay ở đây hết việc rồi, người ta điều xe khác, có thể là xe lớn luôn, chở 5-7-10 người, thậm chí mấy chục người luôn, đến một công ty nhà xưởng khác. Nhưng đến đó một nhát một là lên xe, tất cả là đều không thoát được hết, chở thẳng sang Campuchia luôn. Đó, vì vậy đây là một cái bài học và nó rất đắt giá. Gia đình mình phải chuẩn bị là từ hơn 100 triệu đến 200-300 triệu nhá, thì nó có cơ hội là may mắn mới được về, còn không ai may mắn là chỉ đưa về không cho thôi. Đây là anh nói chuyện rất nghiêm túc, ở đây là nói chuyện rất thật. Ở đây là nói chuyện là không phải để cho mục đích là để cho mọi người sợ, mà đây là nó rất thật về rất nhiều câu chuyện đã xảy ra nhá. Rồi bây giờ em hãy nói một điều gì đó để cho em gái em, à cháu của em và cháu trai của em xem được đi. Con rồi, cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi, xin chào cô. Dạ. Cô cho con biết là cô tên gì? Cô tên gì á? Cô Sương hả? Cô Sương nói chuyện lớn tiếng được không? Cô nguyên quán này không? Hình ngay là... Sóc Trăng à? Cô nguyên quán Sóc Trăng luôn à? Cô là người Kinh hay người Khmer? Người Kinh à? Rồi, cô hôm nay từ Sóc Trăng về đây nhờ anh em về chiếm Dương Kinh đăng tin tìm ai? Tìm con. Con trai cô hả? À? Con trai cô họ tên đầy đủ là gì? Phan Tường Duy. Phan Tường Duy. Sinh năm mấy cô? 95. 95 hả? À? Ồ, tương đối cũng rất lớn tuổi rồi. Trên dưới 30 rồi. Con cô đã có vợ chưa? Chưa. Chưa luôn hả? À? Ồ. Con cô trong cái thời gian mà vừa rồi là sinh sống tại đâu? Nó đi làm trên Bình Dương này. Làm ở Bình Dương hả? À? Làm Bình Dương ở đâu? Làm công ty gì đó, không biết công ty gì. Con cô làm Bình Dương lâu chưa? Nó đi là 9 năm rồi, nó đi lớn rồi, nó đi luôn tới giờ mà nó về xứ một lần. 9 năm mới quay về một lần? Không, mới về là cách đây nữa là có 4-5 năm rồi. Nó về có một lần mà ít có liên lạc được với nó. Nó muốn gì thì nó điện về, có mấy điện với nó không được. Nhưng mà tới một năm ngoài nay là không có liên lạc được với nó luôn. Vậy là hơn 1 năm là không gọi được, không liên lạc luôn. Vậy là chưa có vợ luôn hả? Vậy là con cô có gửi tiền về nhà lại cho cha mẹ không? Không, hồi nó đi từ giờ là hơn 1 năm. Sao giờ cô mới đi tìm? Sao giờ mình mới đi tìm? Tại vì không có tiền cho họ, chị nó làm ở trên này nè. Rồi cũng lâu lâu nó cũng có cần tiền xài, nó xin chị nó cũng có qua lợi được. Rồi thành ra cũng không có đi biết nó là hỏi, không có đi tìm. Còn đây ai về đâu giờ gặp bạn của nó là nó nghĩ là công ty đó là một cái nạn nhân. Theo cô đang nghi ngờ là con cô hiện nay đang ở đâu? Không biết ở đâu. Không biết ở đâu luôn. Hôm nay cô về đây có mong muốn là nhờ anh em phải chứng minh, cô có mong muốn là anh em...